Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi được trở lại cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Với chủ đề bệnh lý, hôm nay Trang sẽ chia sẻ đến tất cả các bạn tuyến giáp có vai trò gì và bị u giáp thì nên cần làm gì. Và Trang có 3 phần chính muốn gửi đến tất cả các bạn. Thứ nhất, tuyến giáp là gì? Vai trò của tuyến giáp. Thứ hai, tuyến giáp có tác dụng gì? Thứ ba, khi bị u giáp thì nên làm gì? Nếu như các bạn thật sự đang quan tâm và muốn tìm hiểu về những kiến thức chuyên ngành về tuyến giáp thì video này sẽ giải đáp cho các bạn. Còn nếu như bạn muốn điều trị thì phải đến gặp bác sĩ để được thăm khám và chẩn đoán để điều trị thích hợp nhất, bởi vì Trang không đưa ra bất kỳ chẩn đoán hay thay thế phương pháp điều trị y khoa nào, các bạn cần lưu ý nhé. Phần đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu tuyến giáp là gì, vai trò của tuyến giáp. Tuyến giáp là gì? Tuyến giáp là hormone, là một trong những cơ quan quan trọng của hệ thống nội tiết. Tuyến giáp là hệ thống nội tiết quan trọng ở phía trước cổ và nó bao gồm hai thùy kết nối. Là nó có cái hình bướm ở nằm phía trước cổ của các bạn đó, nó sẽ được kết nối lại với nhau, có nghĩa là 2/3 thùy dưới nó sẽ kết nối thành một dải mô mỏng kết nối lại, đó chính là tuyến giáp và nó nằm ở dưới táo Adam. Táo Adam ở đây là gì? Táo Adam là thuật ngữ chuyên ngành chỉ là lồi thanh quản, tức là cái đặc điểm trên cổ của con người chúng ta đó. Thì nó sẽ được tạo thành bởi gốc hợp của hai mảnh sụn giáp, cho nên nó tạo nên cái phần lồi nhô lên ở cổ, đó chính là táo Adam. Có nhiều người gọi là táo cổ hoặc là lồi thanh quản, táo Adam hoặc là cục hầu, tùy thuộc vào các bạn gọi thôi. Có nhiều người còn gọi đó là trái cổ nữa. Thì sụn giáp là sụn lớn nhất trong chính sụn, tạo nên cái khung bảo vệ thanh quản. Và hai mảnh sụn giáp này nó sẽ hợp lại với nhau tạo thành một cái gốc hợp, đó là cái phần lồi ở phía trước cổ của các bạn, là lồi thanh quản đó. Thì ở những bạn nam ở độ tuổi từ dậy thì trở đi, có nghĩa là trong độ tuổi trưởng thành đó, thì sẽ thấy cái lồi thanh quản này rõ hơn, sờ được. Còn ở nữ giới thì khó thấy hơn, là do cái gốc hợp tạo thành thôi. Ở nữ giới thì gốc hợp đó chính là 120 độ, còn ở nam giới là gốc hợp gần bằng 90 độ, cho nên các bạn dễ thấy hơn. Và cái trọng lượng của tuyến giáp là khoảng 10-20 gram, và nó nằm ở khoảng là đốt sống cổ thứ 5 và đốt sống ngực thứ nhất, có nghĩa là C5 và T1. Thì theo chức năng giải phẫu học thì cái sụn giáp và táo Adam nó sẽ là một trong những cái phần giúp bảo vệ thanh quản phía trước của các bạn, trong đó có dây thanh âm. Táo Adam là một trong những cái phần tạo nên cái giọng trầm. Cho nên bạn thấy là ở những người nam thì giọng trầm hơn so với nữ giới rất là nhiều. Nữ giới thì có giọng thanh cao hơn. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu sơ lược về tuyến giáp là gì. Vậy vai trò của tuyến giáp là như thế nào? Tuyến giáp là tuyến quan trọng trong hệ thống nội tiết, thì tất nhiên nó sẽ tiết ra các hormone. Quan trọng đó chính là hormone tuyến giáp. Chúng ta có thể kể đến 3 dạng hormone chính của tuyến giáp. Hai hormone tuyến giáp là T3 và T4. T3 là GE odotigrosin T3 và T4 là tigrosin và hormone peptide calcitonin. Thì hai hormone tuyến giáp nó sẽ giúp cho bạn điều hòa trao đổi chất trong cơ thể, giúp bạn tăng quá trình chuyển hóa protein, đồng thời nó đảm bảo về sự tăng trưởng và phát triển. Còn hormone peptide calcitonin nó sẽ giúp cho bạn điều chỉnh cái nồng độ canxi trong máu của các bạn. Và Trang có thể kể cho các bạn cái sơ đồ điều chỉnh cái hormone này như sau. Thì hormone tuyến giáp T3 và T4 nó sẽ được điều hòa bởi hormone kích thích giáp, đó chính là TSH, và nó được tiết ra ở vùng tuyến yên trước. Còn tuyến giáp TSH đó nó sẽ được điều hòa bởi hormone giải phóng, chính là tigrotropin, TRH.
và cái hormone này nó được tiết ra ở vùng dưới đồi. Thì liên quan đến tuyến giáp thì chúng ta có thể kể đến những cái bệnh lý như là cường giáp, nhược giáp, phi đại tuyến giáp, đó chính là bú cổ đó, hoặc là viêm giáp, hoặc là ung thư tuyến giáp. Có rất nhiều những bệnh lý liên quan đến tuyến giáp, cho nên chúng ta cần phải lưu ý. Cường giáp ở đây là nó do cái tuyến giáp của các bạn sản xuất quá nhiều các hormone tuyến giáp, thường là do các bệnh lý tự miễn trong cơ thể hoặc là cái bệnh Graves. Còn nhược giáp là nó xảy ra với hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là do thiếu iốt thì nó sẽ dẫn đến nhược giáp, và nó dẫn đến tình trạng là thiểu năng trí tuệ cũng như là trí tuệ chậm phát triển đó. Và ở trường hợp thứ hai là những vùng cung cấp đủ iốt nhưng mà vẫn nhược giáp là do bệnh lý tự miễn hoặc là viêm tuyến giáp gây nên. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu sơ lược về tuyến giáp là gì, vai trò của tuyến giáp. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai. Tuyến giáp có tác dụng gì? Tuyến giáp là một trong những tuyến quan trọng trong hệ thống nội tiết, cho nên nó sẽ đảm nhận tiết ra những hormone tuyến giáp để điều chỉnh vào các hoạt động sống trong cơ thể của chúng ta. Có thể nói đến triiodothyroxine T3 và thyroxine T4 và hormone peptide calcitonin. Tại sao nó lại được ký hiệu là T3? Bởi vì cái hormone này nó sẽ nói với ba nguyên tử iốt, cho nên trên một phân tử đó thì nó là T3, còn T4 là nó nói với bốn nguyên tử iốt. Thì hormone tuyến giáp được tạo thành bởi iốt và sự kết hợp với thyroxine. Như vậy là các bạn đã hiểu phần nào rồi, và bây giờ tác dụng của nó đây. Tác dụng đầu tiên đó chính là nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta tăng cường quá trình trao đổi chất bên trong cơ thể cũng như các tế bào được diễn ra một cách tốt nhất. Chúng ta có thể nói đến cái quá trình trao đổi chất trong các tế bào đều chịu sự tác động của hormone tuyến giáp. Ngoài ra sự thèm ăn nè, sự kích thích nhu động ruột hay là sự hấp thụ ở ruột của các bạn cũng chịu tác động của tuyến giáp luôn. Và tuyến giáp nó sẽ giúp cho quá trình chuyển đổi các chất năng lượng trong cơ thể tốt hơn, phân hủy và chuyển đổi gluco thành năng lượng cho cơ thể. Đồng thời nó sẽ giúp cho bạn tiêu hủy chất béo và tạo nên các axit béo tự do. Tuy là cái hàm lượng axit béo tự do trong cơ thể của các bạn tăng cao, nhưng tuyến giáp vẫn có khả năng là làm giảm đi cái nồng độ cholesterol trong cơ thể. Thì đây cũng là một trong những nguyên lý để giúp cho nó làm giảm cái nồng độ cholesterol ở trong mật của các bạn đó. Thứ hai, tác động lên tim mạch. Thì nó sẽ giúp cho tim mạch của chúng ta tăng cái lưu lượng máu qua đó, đồng thời là tăng cái quá trình hô hấp cũng như là cung cấp oxy đến các tế bào, có nghĩa là các ti thể trong cơ thể của chúng ta đó, để hoạt động và tạo năng lượng và nhả ra oxy để cung cấp cho các tế bào trong cơ thể của chúng ta tăng cường sự sống, tăng cường lưu lượng máu và làm tăng thân nhiệt. Tiếp đến đó chính là nó sẽ tác động lên cái hệ cơ quan sinh sản, có nghĩa là nó làm tăng ham muốn tình dục, đồng thời nó sẽ giúp cho bạn điều chỉnh cái kinh nguyệt của mình một cách tốt hơn ở những người phụ nữ đó. Đồng thời nó sẽ giúp cho bạn điều chỉnh về giấc ngủ cũng như là suy nghĩ. Ở những người nhược giáp thì chúng ta thấy rằng họ thường rất hay quên và họ không nhớ những cái vấn đề vừa nói trước đó, cho nên làm giảm đi cái khả năng suy nghĩ. Đồng thời tuyến giáp nó sẽ giúp cho bạn điều chỉnh cái nồng độ canxi trong máu một cách tốt nhất, có nghĩa là calcitonin nó sẽ giúp cho bạn điều chỉnh ổn định cái hàm lượng canxi trong máu của các bạn. Tuyến giáp nó mang đến cái quá trình trao đổi chất, đồng thời tiêu thụ cái hàm lượng protein trong cơ thể nè, cho nên nó sẽ giúp cho bạn ổn định được cái lượng chất béo, đồng thời sẽ giúp cho bạn hạn chế các vấn đề bệnh lý. Như vậy là các bạn đã biết được tác dụng chủ yếu của tuyến giáp là gì. Thứ nhất, điều hòa các hoạt động sống trong cơ thể. Thứ hai, tác động lên tim mạch. Thứ ba, nó sẽ giúp cho bạn điều chỉnh cái nồng độ canxi trong máu, và đồng thời nó sẽ giúp cho bạn tăng trưởng và phát triển các tế bào não.
Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phần thứ hai. Phần thứ ba, khi bị u giáp thì nên làm gì? Ở đây có nghĩa là khi bị u giáp thì nên ăn gì và kiêng ăn gì để tốt nhất cho sức khỏe của các bạn. Và trước hết thì các bạn cần phải đến gặp bác sĩ để được thăm khám thì mới biết được rằng trong cơ thể của chúng ta đang gặp những bệnh lý như thế nào, thì bác sĩ mới chuẩn đoán được phương án điều trị. U giáp ở đây thì có lành tính và ác tính. Thông thường thì 95% là u giáp lành tính, 5% là u giáp ác tính, cho nên chúng ta phải đến gặp bác sĩ thăm khám và điều trị. Các bạn nhé, thì các thực phẩm nên kiêng ăn khi bị u giáp đây. Thứ nhất, các sản phẩm đóng hộp hoặc là các thức ăn chế biến nhanh thì chúng ta không nên sử dụng nè. Thứ hai, các thức ăn ngọt thì chúng ta cũng không nên dùng, bởi vì khi bạn đưa vào cơ thể thì cơ thể của các bạn không chuyển hóa thành năng lượng được, nó gây thừa trong cơ thể, nó dẫn đến béo phì, áp lực lên cơ thể, gây tim mạch, tiểu đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Thứ ba, không ăn những cái thực phẩm quá giàu gluten thì nó sẽ ảnh hưởng xấu đến quá trình trao đổi chất, đồng thời nó làm cho khối u phát triển nhiều hơn. Thứ tư, không nên ăn các sản phẩm từ đậu nành. Thứ năm, đó chính là bạn không nên sử dụng các chất kích thích rượu bia, thuốc lá đưa vào cơ thể. Bởi vì bình thường cơ thể không có vấn đề bệnh lý nào, đưa các chất kích thích vào đó đã ảnh hưởng rồi, bây giờ chúng ta bị bệnh lý đưa vào nữa, có phải là làm nghiêm trọng hơn cái vấn đề sức khỏe của mình hay không? Thứ sáu, đó chính là không ăn quá nhiều rau xanh. Rau xanh thì thật sự rất tốt cho sức khỏe, tại sao không nên ăn? Bởi vì khi bạn ăn đưa vào cơ thể hàm lượng chất xơ quá nhiều, nó sẽ làm cản trở quá trình hấp thụ cái loại thuốc bạn đang điều trị trong cơ thể, thì nó sẽ làm giảm đi cái tác dụng và kéo dài cái thời gian điều trị hơn, cho nên là chúng ta không ăn bạn nhé. Đó là những gì mà chúng ta có thể tham khảo, đặc biệt là các nội tạng động vật thì chúng ta không nên dùng rồi. Và thứ hai, nên ăn gì khi bị u giáp? Đây là những nhóm thực phẩm bạn nên bổ sung vào cơ thể để tốt nhất đây. Thứ nhất là trái cây tươi, có nghĩa là những loại trái cây giàu hàm lượng vitamin C hay các chất chống oxy hóa đó, bạn đưa vào cơ thể nó sẽ giúp bảo vệ cơ thể bạn tốt hơn. Thứ hai, đó chính là nên ăn những nhóm thực phẩm giàu các chất dinh dưỡng như là trứng, sữa hoặc là iốt, bạn đưa vào cơ thể từ rong biển nè, thì nó sẽ cực kỳ có lợi cho sức khỏe của các bạn. Và nhớ là sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ để tốt nhất cho sức khỏe của các bạn, để đảm bảo rằng bạn đang điều trị bệnh và kiểm soát bệnh lý của mình một cách tốt nhất, và nên khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần bạn nhé. Đó là những gì mà Trang có thể thông tin và gửi đến tất cả các bạn để tìm hiểu thêm về tuyến giáp cũng như các bệnh lý trong tuyến giáp để chúng ta có thêm những kiến thức cho mình. Và tốt nhất thì chúng ta nên gặp bác sĩ để được thăm khám, chuẩn đoán và điều trị bạn nhé. Đó là những gì mà Trang có thể giúp ích cho tất cả các bạn qua video ngày hôm nay. Nếu như bạn thấy video ngày hôm nay có ích đối với mình thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang. Nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithitrang.com hoặc là dược sĩ Trang Nguyễn hoặc là dược sĩ Thùy Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.